Chào các bạn, mình đang đứng tại cái cổng chào của ấp Bé Khang lớn ha. Ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2007. Thì bây giờ mình sẽ đi vào đó để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Bên đây thì có mấy con ngỗng nè. Các bạn thấy không? Ngỗng nó kêu sùm hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cho các bạn xem được hình ảnh phía bên trong. Đây là con đường rất là đẹp nha, mình đã đi một lần rồi, mình khá là thích. Bây giờ nên mình sẽ quay lại để có thể chia sẻ lại cho các bạn xem. Này, phía bên đây thì có một cái ao nè. Mình nghĩ cái ao này cá rất là nhiều ha. Nó thấy này, ao cá nuôi nè, để bản ao cá nuôi nên cấm người ta câu. Đó, đây là những cánh đồng ruộng đó bạn, đó ruộng nó lên được khoảng 20 cm nha. Này, những cái đồng ruộng bao la bát ngát luôn. Bên đây thì có mấy cô kia đang cấy. Đây giờ. Cô đang hái gom muống các bạn. Cái đìa này chắc mình nghĩ có cá nè, cái đường cái ao này chắc có cá nè, cá lóc cá rô các bạn. Nhìn khá là thích ha. Rất là đẹp nè, các bạn thấy không? Xanh ngát luôn. Mặc dù trời hơi nắng nhưng mà cũng khá là mát mẻ do rất là rộng lớn các bạn, rất là thoáng. Rất là đẹp. Cái anh này đang nhìn đẹp quá. Mình xin mở khẩu trang ra là mình hít được cái không khí mùi lúa mạ non các bạn, thơm quá, rất là thơm. Này mà lúa nó lên cao nữa thì rất là đẹp luôn. Chắc khoảng một tháng nữa mình sẽ quay lại đây, mình tiếp tục mình quay nữa các bạn. Lúc đó lúa nó sẽ lên cao. Này sẽ lớn. Để tránh sẽ lớn thôi. Con đường này khá là nhỏ nha. Nó rộng với người chạy xe máy nhưng mà sẽ chặt đối với đi xe lớn, xe ô tô. Nếu mà hai chiếc ô tô đi ngược chiều thì mình nghĩ là không có đường nào để lách qua được luôn. Xe máy xe ô tô qua còn phải né nhau. Này, khá là đẹp, rất là đẹp luôn, rộng quá rộng, lúa xanh ngát. Ở đây nhìn xa thì các bạn có thể thấy được cái tượng Phật Dược Sư của chùa Giác Hoa luôn kìa, màu vàng các bạn. Trên video thì các bạn có thể không nhìn thấy nhưng mà ở ngoài mắt thường thì có thể nhìn thấy được. Thì con đường này có thể chạy không phải chạy thẳng mà chạy kiểu cái vòng cung các bạn. Thì vòng cung các bạn sẽ đi qua tới cầu Cái Giày nha. Các bạn sẽ đi tới cầu Cái Giày mà có thể đi đến chùa Giác Hoa được. Rất là đẹp. Mình mãi mê lo quay không, mình không để ý đường nữa, chút xíu là bị sụp ổ gà, sụp lề các bạn. Ở đây mà có con gạch nè, gạch lục bình rất là nhiều, mình đậu lên đây.
này lục bình ha, kính hết trơn, kính con sông này buổi chiều mà đi câu thì chắc có cá quá. Lúa ở đây thì hơi cao rồi đó các bạn, lúa khúc này hơi cao rồi nè, mùi thơm lắm, rất là thơm, thơm của mùi lúa non các bạn. Mình rất thích cái mùi này, không biết có bạn nào thích hay không, chứ mình thích lắm, thơm lắm. Mặc dù trời còn nhiều nắng lắm, bên đây con gạch này cũng kính kính hết trơn nè, kính lục bình hết. À, phía trước có một chiếc ô tô kìa, chà phải lách, phải né thôi các bạn, mình né nó rồi. Chạy thì ghê quá bạn. Đây mà gặp hai chiếc đi ngược chiều nhau thì không biết sao qua được. Đây có một cái ngôi mộ của người qua các bạn. Các bạn thấy cái vòng cung ở ngoài không? Đa số những ngôi mộ của người qua thì có những cái vòng cung như vậy ha. Chỗ này mát mẻ quá, mình sẽ đậu lên chỗ này. Đây, một khung cảnh rất là đẹp nè. Đây có một cái vườn chuối nè các bạn. Này, con đường quê ha, ở đây bình bát quá này nhiều nè, các bạn nào thèm bình bát thì có thể vào đây ha. Đây trái nhóc đó chờ. Đây mình sẽ kiếm trái chín ha, trái thì đang sống ha. À đây các bạn, đây có một trái chín nè, hơi cao. Đây các bạn có thấy không, mình sẽ hái đây các bạn, vừa chín luôn, rất là mềm, trái này ăn ngon lắm nè. À, thích thật. Mình thấy còn nhiều trái chín nữa kìa, phía bên trong nữa các bạn, phía bên trong đó kìa còn hai ba trái. Ý, đây có còn một con sâu các bạn ơi, sâu bình bát nè, sâu bình bát, sâu mảng cầu nó giống nhau, nhìn thấy ghê lắm, mình rất là sợ, sợ sâu thứ bà luôn, ghê. Đây có trái chín nữa nè, mình sợ lắm bạn, mình sợ sâu bắn cầu lắm kìa. Đó có hai trái luôn, một trái chín một trái hầm hòm. Mình sẽ đi vào bên đây cho các bạn xem, mình thấy có nhiều trái chín lắm. Ở đây thì hái bình thường thôi, chắc không ai la đâu, tại ngoài đường ha, ngoài đường chắc không ai la. Đây có một bụi tre nè, gió mát lắm bạn. Nè đây, đó nè trái nè, đó trái chín rụng luôn các bạn, rụng dưới đây nhóc cái chân nè, đó nha. Đây đó, đây có bình bắt dây nữa nè, đó có trái luôn ở đây nó các bạn nè, quá trời trái luôn các bạn, nhóc luôn. Nếu mà các bạn nào thèm trái này có thể đi vào cái đường bắt hang này để hái ăn nha. Trên đường này thì mình thấy bình bát khá là nhiều, đây cũng có nữa nè. Đó, cảnh đẹp lắm, gió mát nữa. Đây có cây, cây này cây bồ đề quá, cây này cây bồ đề các bạn. Đó, cái nồng lúa như thế này nè, được cái bình bát đem về, tối nay đem về để dầm ăn. Đây con đường rất là đẹp, mình sẽ bỏ cho bình bát này vào xe để tiếp tục hành trình nha. Này buổi chiều mà không có nắng nữa thì rất là mát luôn. Đây, cánh đồng lúa rất là rộng lớn.
bên đây nha nè. Bên đây thì hơi bị ngược nắng, nhìn nó sẽ hơi chói nhưng mà thấy rất là đẹp rồi ạ. Nè, hai bên đường xanh ngát ha, phía giữa thì con đường thênh thang. Rất là đẹp. Ở giữa ruộng thì có những cái ngôi mộ kìa. Ngôi mộ người qua. À đây các bạn. Đây có cái mộc đìa sen nè. Mình sẽ đậu lại đây. Bữa nay mình đi khám phá mà, mình sẽ dừng lại những cái chỗ đẹp để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem. Đây có một đìa sen cũng khá lớn các bạn. Đây có bông sen luôn nè, đó. Đó. Có những cái búp nữa kìa. Có bông sen kìa. Mình thấy không? Đẹp lắm các bạn. Mặc dù sen nó hơi bị tàn, bị héo queo, ít bông nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Trên đường thì có nhãn lồng ha, có dại. Dưới thì có cái hồ sen, chắc hồ sen này có cá nè. Phía bên đường đó, đẹp không? Video này có thể rất là dài nha các bạn. Mình chia sẻ chi tiết hơn về những cái cảnh đẹp này. Thì nếu mà các bạn yêu thích cảnh đẹp quê hương thì hãy cố gắng xem hết video giúp mình ha. Xem được cái nơi một con đường, một cái những cánh đồng đẹp mà ngay tại trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Thì con đường này thuộc ấp Vĩnh Lợi, ấp Long Thạnh của huyện Vĩnh Lợi nha các bạn. Cũng khá gần với trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Để có thể đi vào con đường này thì các bạn đi xuống cầu Sập ha. Các bạn qua cầu Sập mà quẹo tay phải vào cũng được, hoặc là chưa qua cầu Sập thì các bạn có thể quẹo tay phải cũng được, đi vào trường Long Thạnh á, trường trung học cơ sở Long Thạnh á, có thể đi vào. Phía trước thì có cái hàng cao, cái đường đi ra cái Lê Gia Mộ Viên các bạn, bên đó là Lê Gia Mộ Viên, có cái hàng cao kìa, cảnh nhìn rất là đẹp ha. Mình nhìn thì đẹp rồi đó, mà không biết khi lên hình nó sẽ đẹp như thế nào, mình nghĩ sẽ đẹp hơn nữa các bạn. Đây có gao mơ các bạn, gao này ăn với thịt chó nè. Người ta thường nói rồi, thịt chó không thể thiếu gao mơ ha, hoặc là gao mơ có thể làm bánh cũng được các bạn, làm bánh bánh lá đó với bánh bánh gì đó các bạn, bánh gì mà xe mình quên mất tiêu rồi, tự nhiên quên mất tiêu các bạn. Này cảnh đẹp quá. Lúa thì xanh, bầu trời thì cũng trong xanh luôn, đẹp quá. Đây đó, một con đường sâu hun hút, hai bên thì cây cối um tùm, nhìn rất là đẹp ha, đúng chất với cảnh quê luôn. Đây hàng cao đi ra cái nhà mồ ha, mình sẽ đi tiếp. Đây có vườn chuối nè, vườn chuối ở bên nè, mình thấy có nhiều hoài cả, hoài chuối ha. Đó.
Đây là cảnh đẹp không? Đây mọi người thấy cảnh đẹp chưa? Đó, đây có một cái quài chuối nè. Bình Bát thì đường này rất là nhiều ha. Ở chợ thì các bạn sẽ khó kiếm được Bình Bát. Nhiều khi đi chợ hên lắm thì cũng có người bán ha. Còn không thì không có luôn. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bạn thích thì có thể đi con đường này để hái ăn ha. Mình thấy nó mọc ở ngoài đường thôi, các bạn cứ tha hồ mà hái. Ở đây có nhiều nhà trồng mà, trồng bông ngoài đường đó bạn. Bông đẹp mà. Đó, bông này, đó. Đó, nguyên một con đường luôn phía trước nhà. Rất là đẹp. Các bạn có nghe tiếng ếch kêu không? Ốc, ốc bù vàng, trứng ốc bù vàng nhóc hết rồi các bạn. Này buổi chiều mà trời kiểu như trời mà mặt trời lặn á, nghe tiếng ếch kêu này buồn chết luôn các bạn. Mặc dù buồn nhưng mà rất là kiểu như rất là yên tĩnh mà dân dã đó. Mình không biết miêu tả như thế nào nhưng mà cảm giác cũng rất là bình yên. Xung quanh toàn là lúa hết nha. Một màu xanh rất đẹp. Khi mà lúa chín sẽ chuyển sang màu vàng thì nguyên một vùng trời màu vàng nữa, càng đẹp liêm. Đây Bình Bát nữa nè. Đó, Bình Bát, Bình Bát. Mình thích ăn Bình Bát nhưng mà mình sợ sâu các bạn. Không biết các bạn cái nào có sợ sâu không? Chứ mình sợ sâu lắm. Con đường này không đẹp bằng con đường bên phía bên kia ha. Chút xíu mình sẽ quẹo tay phải để đi vào con đường đó. Rất là đẹp luôn. Đường này hai bên đường thì không có đẹp bằng. Đây là cầu Ông Khiêm ha. Đi qua cái cầu này thì các bạn có thể đi qua đi về đền thờ Hồ Chí Minh các bạn, đền thờ Bác Hồ á. Còn các bạn đi đường này thì đi ra cầu Cái Giày, đi thẳng luôn nha. Các bạn đi thẳng luôn sẽ đi ra cầu Cái Giày ngay chợ luôn. Các bạn sẽ đi ngay chợ của ngay chợ Cái Giày luôn. Lúa ở đây đã cao rồi nè. Hình như là hơn một tháng trước thì mình có đi con đường này rồi. Mình đi với một người em, thì một người em giới thiệu cho mình biết con đường này chứ mình không biết nữa các bạn. Mình biết rồi nên mình khá là thích con đường này. Nên hôm nay mình quyết định mình đi đến để tiếp tục chia sẻ luôn. Hôm nay thì lúa đã lên được cao rồi, nhưng mà chưa cao lắm ha. Chắc tầm một tháng nữa thì lúa sẽ cao và có thể trổ bông. Một tháng hoặc hai tháng gì đó. Đây có một cái quài chuối kìa. Chuối này là chuối sim nha các bạn. Hai bên đường chuối rất là nhiều. Thơm á. Mùi thơm của lúa. Thì phía bên đây có một con kênh nè, con sông kêu bằng con sông chứ. Cũng rộng á chứ không? Rộng á, nếu nhỏ thì kêu bằng con kênh, còn rộng như thế này chắc kêu bằng sông. Đó. Con đường cặp với sông nhìn rất là đẹp. Đây có cây cầu đã đi qua. Nhà bên kia thì phải có cầu đi qua sông ha. Con đường này rất là dài nha các bạn. Nếu mà đi tới cầu Cái Giày thì mình đoán là khoảng 3 đến 4 cây số đó.
không biết chính xác nữa, nhưng mình đoán vậy thôi. Bởi vì khi lúc trước cái người em chở mình đi thì chạy cũng khá là nhanh, chạy nhanh nhưng mà cũng tốn khoảng 30 phút mới tới. Đây, lúa đẹp rồi. Ở đây có cây cây me nè, đó cây me. Bên đây là con sông nè. Gió mát lắm các bạn. Mình xin dừng ở đây để mình có thể bay cái live cam để có thể thấy toàn cảnh được cái khu này, rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Lúa xanh ngát luôn. Đây là con đường. Hai bên thì cây cối nè, có chuối hay là cây cối trồng dọc đường á, nhìn rất là đẹp. Đó. Nếu các bạn yêu thích cảnh quê thì có thể vào đây để có thể trải nghiệm nha. Hoặc là có thể đi vào đây hóng gió cũng được. Buổi chiều mát mà đi vào đây thì rất là mát mẻ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bay lại cam. Các bạn thấy có đẹp hay không ha? Có thích không? Đây có cỏ nè. Trời cũng bớt nắng các bạn. Bớt nắng thì càng mát mẻ hơn nữa. Mình thì đang kiểu như có mình nên mình trên tuyến đường này luôn. Cái dừa này. Đây có cái hàng dừa nè các bạn. Hàng dừa cặp con đường nè, nhìn rất là mát mẻ ha.
dừa này không có cao ha, chỉ lùng lùng nhưng mà có trái hết trơn à. Đây buổi trưa mà ra mấy cái bụi tre này ngủ thì dắt văng võng mà ngủ là sướng luôn, không cần phải máy lạnh hay bật gió. Đây làm cái hàng rào từ cây bông bụt mà. Đây là cầu 5 tấn nha các bạn, trọng tải là 2,5 tấn. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì đa số mọi người đều làm lúa nha các bạn. Cái ruộng này lúa rất là tốt nhưng mà ở dưới mình thấy không có nước nha các bạn. Nhưng mà rất là tốt. Thì có một cái gió nè các bạn. Bình bát ở đây thì mọc rất là nhiều ở ngoài đường nha các bạn. Các bạn nào mà thích ăn bình bát chín thì có thể đi con đường này rồi tha hồ mà hái. Nếu mà không tìm thấy bình bát chín thì các bạn có thể hái bình bát sống ha, về bỏ vô hũ gạo qua ngày hôm sau là có thể ăn được. Đây cái gió nè, cái gió đẹp lắm. Đây các bạn, ở thành phố các bạn hiếm có thể thấy được những cái gió đặt tôm cá như thế này, nhưng mà vô con đường này các bạn có thể nhìn thấy nè. Đó, nhìn thích luôn. Hiện tại thì đang treo lên ha, không có đặt xuống nha. Mình thấy ở dưới sông thì có cá lồng tông quọn rất là nhiều kìa. Thấy đẹp không? Ở đây có những cái quài chuối nè, cây đu đủ nè, trái này trái tròn nha các bạn, mà bị mấy cái con gì nó bám nha. Đây là chuối. Chuối cái ao nhỏ này có cá, mình thấy cá nè, cá quận chắc cá sặc hay là cá gô gì đó. Đây nè, có cái quài chuối biết lớn luôn mà, chuối này chuối già nha. Chuối nè, rất nhiều nải. Đẹp không? Đây là phía bên sông. Khúc này thì bên đường trồng bạch đằng rất là nhiều. Đây có cái bắp chuối nè các bạn. Chuối đã thành trái chuối rồi.
đi con đường này thích cái mùi thôi cũng cảm thấy rất là thích các bạn, mùi rất là thơm, mùi của lúa thơm lắm. Thông tin thì các bạn cứ đi thử và tháo khẩu trang ra và hửi được cái mùi này, vừa thơm mà vừa mát. Có một cái gió nữa nè. Khúc này thì mình nghe có mùi thuốc sâu nha bạn, hình như là mới xịt thuốc sâu xong. Ở đây thì các bạn có thể quan sát được những cái từ phía xa nè. Với mình thì có thể quan sát được hình ảnh của tòa nhà 18 tầng nè và bệnh viện Thanh Vũ. Trên video thì các bạn có thể không thể nhìn thấy rõ đâu, nhưng mà ở ngoài thì mình có thể nhìn thấy được này, tiếng ếch kêu nghe rất là buồn các bạn. Đây trên đường thì có mấy cây cây này kêu bằng cây gì mà cái trái nó thảy dưới nước nó kêu lụp bụp các bạn. Đây mình cho các bạn xem, đây là những cái trái nè. Đây. Cái trái này mà khi mà hái á, nè, hái những cái trái vàng vàng như thế này nè, nâu nâu như thế này các bạn quăng xuống nước nó sẽ nổ, nó kêu lụp bụp á. Cây này mình kêu bằng cây gì đó mình cũng không gõ cái tên nữa, mà mình biết mấy cái trái này nó những cái trái như thế này nè, nó sẽ khi mà gặp nước nó sẽ bung ra, nó sẽ bung cái vỏ nó ra. Ở đây có rất nhiều ha, các bạn mà thích những cái trò chơi nhân gian hồi xưa, trò chơi tuổi thơ hồi xưa thì có thể đi con đường này hái những cái trái này chơi. Đây cỏ dại mọc rất nhiều. Đây mình thấy có rau chai nữa nè, không biết các bạn có biết rau chai không. Đây là lá rau chai nè các bạn ha, thì rau chai này nấu canh ăn được ha các bạn. Mình có thể hái những cái đọt non á, nấu canh ăn được. Rau muống kìa, tiếng ếch kêu rất là buồn thảm, như là buổi tối mà trời mặt trời lặn á mà nghe tiếng ếch này thì rất là buồn. Tuy nhiên thì khi mà về quê thì cảm giác rất là yên tĩnh. Nếu mà các bạn nào không thích sự yên tĩnh thì nghe những cái tiếng này rất là thảm sầu luôn. Nè mình sẽ quăng xuống nước nha. Đây sẽ quăng xuống nước. Nó bung các bạn, kêu bụp bụp các bạn.